Chào quý vị và các bạn. Đang đứng ở một cái quán đồng quê. Hôm nay là 23 Tết, để tổ chức sinh nhật cho con gái. Nhớ cách đây 5 năm về trước, 6 năm về trước chứ, năm 2013. Giờ này đang nằm ở trong bệnh viện và chuẩn bị đón Tết ở bệnh viện. Cứ lo lắng, không biết là chừng nào mình mới được bệnh viện xuất viện cho về ăn Tết. Và gần như là nhà mình ở Củ Chi, ông xã thì ở Kiên Giang, năm nào cũng phải về quê hương, về quê chồng. Và đó là năm 2013 là năm mình không có về ăn Tết ở nhà chồng, mà mình ở nhà mẹ ruột của mình một năm. Vì năm đó có sinh một cái cô công chúa thứ hai. Công chúa đầu của mình thì năm nay được học lớp 8. Công chúa thứ hai thì năm nay là mới có 6 tuổi. Năm nay nữa là đúng 6 tuổi các bạn ạ. Nói chung là cũng cảm ơn ơn trên đã cho mình hai cô công chúa. Tuy là không có nếp, có tẻ giống như người ta. Tuy nhiên thì con cái là một cái đặc ân của ơn trên cho nên mình trân trọng và hy vọng rằng là sẽ nuôi dạy các con thật tốt. Hôm nay sẽ quay những ghi lại những cái khoảnh khắc của gia đình các bạn nha. Mình sẽ giới thiệu một số cái thành viên trong gia đình. Không lẽ để lưu lại những cái khoảnh khắc của gia đình. Rồi các bạn cùng xem nha. Đây, hôm nay sinh nhật cô con gái nhỏ nè. Hôm nay con mấy tuổi? Hôm nay là lúc mà mới được sinh nhật, với là lúc đó con vừa mới không có hơn 5 tuổi rồi, bây giờ là 6 tuổi. Bây giờ con 6 tuổi hả? Thế là con sinh ngày mấy nè ta? 28 tháng 1 năm 2013. Bé tên gì bé nói nè? Dạ, tên là Đặng Phúc. Hai bạn hát bài Happy Birthday được không? Dạ được. Nhưng mà tiếng Việt nha. Biết hát tiếng Việt hả? Đây là bà ngoại nè. Chào các bạn. Rồi con có hát bài Happy Birthday, em Linh hát phụ đi. Em bé nhỏ nhỏ lại đây. Rồi Happy Birthday. Thôi hai bạn biết bác hát bài cầu cho cha mẹ không? Dạ. Thuộc không? Dạ thuộc. Rồi con hát bài cầu cho cha mẹ đi. Thảo. Cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, lớn vui con trong ngày vui tròn. Con xin đến trong đời an vui, có ơn trời, ta ơn cha mẹ suốt đời con nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo người con ngoan, an vui thắm như đau buồn, luôn đẹp tâm lòng cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi,
ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thân mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Dì Thảo tặng nè, con cảm ơn dì Thảo. Chụp tấm hình ngay chỗ đó luôn nha. Người nhỏ nhỏ, người nhỏ nhỏ cái bông nhỏ nhỏ. Mẹ đọc thử đi. Đọc gì? Mẹ đọc chị. Happy birthday Phúc Hải. Sai rồi, đọc lại đi. Happy birthday Phúc Hải. Đi ra không? Ăn đi, con lấy con ăn nè. Con thích thì con lấy con ăn đi. Con miếng à? Con quẹt con ăn đi, ừ. Con thích thì con quẹt con ăn đi. Con thích thì con... Vậy giống như là nó mùi tím tím á. Uh-huh. Ăn, con thích thì ăn đi. Chờ tụi con cái hãy ăn thử cái này đi. Con thử cái gì á? Con thử đi. Cái gì? Ừ, thôi mà không ăn vậy đâu. Chúc nhận. Á, hãy ăn cái này. Chocolate. Cái này, chocolate này là chocolate nó cắn á. Cái này ngon lắm à. Đây là gì vậy má Thu? Mẹ, khô cá dứa. Chưa nổi có ai đâu sợ. Đó, cái này mấy cái này toàn là cái vị tím tím không à. Ngon. Ngon không con? Để con cho mẹ ăn thử nha. Thôi mẹ không ăn, thôi mẹ ăn ăn mặn. Nó giống như là vị nho á. Ừ. Vị nho này vị nho khác không vậy lên. Sao ăn thử rồi nó ngon lắm á. Nói mẹ, cái này là chocolate nè, nó có thể chả hoa ớt cướp nè. Thôi mất cái này nè, hỏi đầu mày mất cái này đi, cộm thử đi. Không, không phải rồi nè. Trời ơi, thái rồi lụm nè. Ngon không? Ngon. Thử đi. Thank you.